một người mẹ già ốm đau bệnh tật đang phải đối diện với những câu hỏi, những cuộc gặp mặt trao đổi từ phía chính quyền, từ cơ quan bảo vệ pháp luật. Không những thế, cụ còn phải chịu nỗi đau nhân tình thế thái khi người con của mình đã không những không chăm sóc mẹ khi tuổi già mà còn nổi lòng tham chiếm đất của mẹ. Đó là thảm cảnh mà cụ Nguyễn Ngọc Ai, sinh năm 1931, trú tại ấp Tròm Xoài, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang phải gánh chịu. Thửa đất này là khởi nguồn của sự tranh chấp giữa cụ Ai và người con trai ruột của mình. Nguồn gốc đất trước đây là của mẹ đẻ cụ Nguyễn Ngọc Ai, để lại cho cụ và chồng của cụ là ông Võ Văn Sâm đã chết. Vợ chồng cụ có chia cho các con trai, trong đó có ông Võ Ngọc Hoàng, diện tích 4.000 m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích đất còn lại của cụ khoảng 2.433,3 m2 giáp danh với đất của cụ cho ông Hoàng. Trong quá trình sử dụng, ông Hoàng canh tác luôn phần đất của vợ chồng cụ. Đến năm 2015, thì một phần đất của cụ được quy hoạch vào đường tuần tra biên giới với diện tích là 963,3 m2. Lúc này, ông Hoàng tự kê khai và nhận tiền bồi thường với tổng số tiền là 237.726.700 đồng. Phần đất tranh chấp này, phần đất của ngoại để lại cho mẹ. Thì mẹ có 10 người con, ông Hoàng là con thứ hai. Khi cho đất thì anh em trai mẹ cũng cắt khúc khúc cho hết, có trong giấy tờ có đều đủ hết. Còn phần đất đang tranh chấp địa bào này thì còn phần lợi của mẹ, mẹ chưa có cho ai hết. Mẹ mới kêu ông Hoàng vô bàn để mẹ lấy phần đất đó lại, thì ông Hoàng nói là không trả cho bà. Sau nhiều lần yêu cầu ông Hoàng trả tiền đền bù và đất cho mình, nhưng ông Hoàng không trả. Cụ Ai đã làm đơn gửi đến Ủy ban Nhân dân xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nhờ chính quyền can thiệp và bảo vệ quyền lợi của mình. Qua xác minh và khảo sát thực tế hiện trạng sử dụng đất, Hội đồng Hòa Giải đã động viên các bên nên thỏa thuận để giữ tình cảm huyết thống và cũng đã động viên ông Hoàng nên trả lại phần đất dư cho cụ Ai. Tuy nhiên, đề nghị trên của Hội đồng Hòa Giải không được hai bên chấp thuận. Trong quá trình mời các bên đến để mà hòa giải động viên thì kết quả về phía của bà Nguyễn Ngọc Ai ủy quyền cho bà Võ Thị Bé Hon là yêu cầu là về phía ông Hoàng, một là phải giao trả lại cái phần diện tích đất 1.074 m2, hoặc là ông Hoàng phải là giao trả lại số tiền bồi thường là 240 triệu đồng. Thì qua cái kết quả hòa giải, ý kiến trình bày của các bên thì các bên đã không đi đến thống nhất, mà ông Hoàng đưa ra ý kiến là xét về tình nghĩa huyết thống, ông Hoàng chỉ đồng ý là hỗ trợ cho phía của bà Nguyễn Ngọc Ai là 50 triệu đồng. Thì qua cái buổi hòa giải đó thì các bên đã không đi đến thống nhất. Và Ủy ban Nhân dân xã đã là xác lập hồ sơ là giao cho mỗi bên một bộ để đi tiếp tục khởi kiện theo quy định của pháp luật. Do hòa giải không thành, nên ngày 27 tháng 9 năm 2018, cụ Ai đã gửi đơn lại đến Tòa án Nhân dân huyện Hồng Ngự để khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết buộc ông Hoàng phải giao trả lại cho cụ số tiền bồi thường về đất và số đất còn lại của mình. Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Tòa án Nhân dân huyện Hồng Ngự đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Hội đồng xét xử đã đình chỉ xét xử phần yêu cầu của cụ Ai về việc yêu cầu ông Hoàng trả lại phần tiền của nhà nước bồi thường. Bác đơn yêu cầu của nguyên đơn chấp nhận cho hộ ông Hoàng gồm ông Hoàng và 4 người con của ông Hoàng được quyền đăng ký để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thửa đất của cụ Ai. Quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hồng Ngự nhận thấy tòa án giải quyết vụ án không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn cụ Ai là không có cơ sở, không đúng sự thật khách quan của vụ án, gây thiệt hại quyền lợi chính đáng của cụ Ai. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cho nguyên đơn, sau phiên tòa, kiểm sát viên đã đề xuất lãnh đạo viện trực tiếp đi xác minh. Kết quả xác minh cho thấy, phần đất tranh chấp theo đơn khởi kiện hiện có 4 căn nhà gỗ của 4 người con của ông Hoàng và một chuồng bò của ông Hoàng. Về nguồn gốc đất, cả nguyên đơn và bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người làm chứng đều thừa nhận là của cụ Sâm và cụ Ai. Khi còn sống, thì cụ Sâm, cụ Ai đã cắt chia cho các con trai mỗi người một phần. Trong đó, ông Hoàng được cho diện tích 4.033 m2. Chính quyền địa phương xác định vào khoảng năm 1992, ông Hoàng có đến Ủy ban Nhân dân xã kê khai lần đầu, trong đó có kê khai phần đất đang tranh chấp,
nhưng do đất chưa xác định ranh giới với chủ đất khác nên không đăng ký kê khai được mà chỉ làm thủ tục đối với diện tích 4.033 m². Bên cạnh đó, tại biên bản ghi lời khai của ông Hoàng, ông cũng cho rằng phần đất tranh chấp này là đất trũng, không canh tác được gì nên bỏ không. Diện tích còn lại của phần đất này là 1.559,6 m². Ông Hoàng cho rằng cụ Ai đã tặng cho ông và ông đã sử dụng trên 40 năm. Nhưng việc cho đất không làm giấy tờ và ông Hoàng cũng không có chứng cứ nào chứng minh. Đi thu thập chứng cứ để phục vụ cho kháng nghị thì tại đó thì mình lấy được lời khai thêm của những người làm chứng. Thì như các người làm chứng có lời khai trước đây, nhưng mà sau khi viện kiểm sát thu thập chứng cứ thì những chứng cứ mà những người làm chứng này là hoàn toàn là khai nó khác lợi với những cái chứng cứ mà tòa án nó thu thập trước đây. Và những cái lời khai của những người làm chứng sau này khi viện kiểm sát thu thập thì đều là có lợi cho cụ Ai hết. Với những chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát huyện Hồng Ngự nhận thấy bản án sơ thẩm đã có những vi phạm về mặt nội dung và mặt tố tụng. Do vậy, ngày 31 tháng 3 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hồng Ngự đã có quyết định kháng nghị đối với bản án sơ thẩm dân sự theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của cụ Ai. Trong mối quan hệ này là chỗ quan điểm chính xác, huyện Hồng Ngự cũng thấy là người ở đông mà giữa mẹ con ruột, trong khi là mẹ ruột là đã lớn tuổi, anh Hoàng là không có chăm sóc mẹ già, nhưng mà đất này thì vẫn thuộc về cụ Ai, nên từ đó mới Diễm Sang Ngữ thấy để đảm bảo vừa lý và vừa tình phù hợp với phong tục của người Việt Nam chúng ta là phải con cái phải có hiếu với cha mẹ, nên là từ đó Diễm Sát quyết định ban hành kháng nghị. Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, phòng 9 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhận thấy việc kháng cáo của cụ Ai và kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hồng Ngự là hoàn toàn có căn cứ. Bởi, tuy ông Hoàng đang quản lý đất, các con ông Hoàng đang sử dụng một phần đất nhà ở, nhưng ông Hoàng không có chứng cứ nào được tặng cho. Trên sổ quản lý của nhà nước chưa có tên người sử dụng. Ông Hoàng cũng không có tài liệu về kê khai, đăng ký đất và cũng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này. Ông Hoàng không có yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất mà tòa sơ thẩm đã quyết định xử cho ông Hoàng được quyền sử dụng đất là vượt quá yêu cầu của đương sự. Do vậy, kháng cáo của cụ Ai và kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hồng Ngự là có cơ sở được chấp nhận. Với vai trò là lãnh đạo viện phụ trách cái công tác kiểm sát xét xử dân sự, thì tôi đã yêu cầu lãnh đạo phòng bố trí phân công kiểm sát viên có năng lực và nghiên cứu rất kỹ hồ sơ vụ án và cần thiết phải tiến hành thu thập đánh giá chứng cứ từ cùng tòa án xem xét thẩm định tại chỗ để đảm bảo tính có căn cứ trong quá trình giải quyết vụ án, và kiểm sát viên đã thực hiện tốt vấn đề này. Ngày 15 tháng 10 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra vụ án xét xử phúc thẩm. Tại phiên tòa, kiểm sát viên Nguyễn Văn Tón đã đưa ra các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và những lập luận chắc chắn đầy thuyết phục để bảo vệ thành công kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hồng Ngự. Hội đồng xét xử đồng quan điểm với nội dung kháng cáo và kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hồng Ngự, tuyên hủy bản án dân sự sơ thẩm do cấp sơ thẩm thu thập chứng cứ không đầy đủ, xét xử không đúng, vượt quá yêu cầu của đương sự và chuyển hồ sơ cho Tòa án Nhân dân huyện Hồng Ngự giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm thì qua cái đánh giá chứng cứ cũng như là qua cái tranh luận diễn biến tại phiên tòa thì những người tham gia phiên tòa thì cũng đã khẳng định là đây là nguồn gốc đất của cha mẹ để lại. Thì có căn cứ để xác định đây là đất của cha mẹ, nên yêu cầu của nguyên đơn là có cơ sở. Thì qua cái tranh luận cũng như là cái phát biểu của viện sát thì được hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đánh giá rất cao và đồng tình đối với cái kháng nghị của Viện Kiểm sát huyện Hồng Ngự và đã chấp nhận đối với cái kháng nghị của Viện Kiểm sát Hồng Ngự. Qua cái nhận định, cái phân tích cũng như cái phát biểu của Viện Kiểm sát ở tại phiên tòa, rồi cái nhận định của hội đồng xét xử phúc thẩm, thì các bên đương sự họ có một cái cảm nhận được về những cái quy định của pháp luật về cái cách ứng xử, đối xử với nhau trong nội bộ gia đình cũng như trong cái quá trình tranh chấp và sử dụng đất đối với quy định của pháp luật, thì tòa cảm thấy rằng là họ có một cái sự nhận thức lại và họ cũng đồng tình với cái việc mà tòa phúc thẩm phải hủy án này để làm cho rõ lại, để xét xử một cách nó đầy đủ chính xác và đảm bảo được cái tính vừa
đảm bảo pháp luật mà vừa đảm bảo được cái tình người, trong đó nó có cái đạo lý. Mà đặc biệt trong vụ án này là cái đạo lý giữa mẹ và con, tranh chấp trong nội bộ gia đình, là các bên đương sự cần phải có cái sự nhận thức lại để mình có một cách ứng xử như thế nào cho nó đảm bảo về mặt pháp luật, và nó cũng đảm bảo được, giữ gìn được cái đạo đức truyền thống của dân tộc giữa con và cha mẹ. Con phải hiếu kính với cha mẹ, chứ đừng để mà dẫn đến cái sự tranh chấp như thế này thì một điều rất là đáng tiếc.